nay thì cô lại tiếp một phần về cái bài mà các cái học viên làm, rồi trong đó thì có cái phần mà cô thấy học viên làm không chỉnh thì cô sửa. Cái bài mà lần này đây không phải là học viên này làm sai gì nhiều lắm, nhưng mà cô muốn làm lại những cái câu nó gọn hơn và nó gọn gàng đó, nó gọn hơn. Thì đương nhiên là nếu mà cùng một ý tưởng đó mà mình dùng câu văn ngắn gọn hơn thì là cái bài của mình được nghĩ rằng là cho cái điểm của mình cao hơn đó. Ở đây trong tình huống đây là có hai người bạn hẹn gặp nhau, rồi một người đến mà còn một người kia không đến được, mà không có thông tin cho cái người đang chờ mình. Rồi do đó cái hai người sau đó hai người gặp lại nhau và trao đổi và hỏi là lý do tại sao bữa đó không đến mà lại không có thông tin được. Thì cái bạn mà bạn này trách bạn kia, il y avait beaucoup de nouvelles que je voulais te dire, có rất nhiều thông tin mà tôi muốn nói với bạn. Ở đây thì câu đó thì cũng đúng thôi, nhưng mà cô muốn sửa lại đang ngắn gọn hơn. Cô sửa lại ngắn gọn hơn. Đó, tôi có nhiều điều muốn nói với bạn. Ta dùng cái cấu trúc động từ avoir với lời giới từ à, và sau đó ta để một cái động từ nguyên mẫu là không chia, à, tức là mình có điều gì đó mà mình phải làm đó. J'ai des choses à te dire, tôi có nhiều điều phải nói với bạn. Rồi cái người mà nói là tôi không đến được là tại vì anh tôi bị bệnh, người đó mới phân tích, phân trần. Ce n'était pas grave au début, mais il se sentait mal graduellement. Lúc đầu thì không trầm trọng gì, nhưng mà anh ấy lại cảm thấy đau, càng lúc càng tăng cái độ lên. Ở đây mình có cái adverb graduellement là cái gì nó tăng theo độ. Mà lẽ ra thì adverb thì phải nằm ngay sát sau verb. Thì man cũng là adverb mà, nhưng mà lẽ ra là cái chữ graduellement nó phải nằm sát sau đây. Ở đây nó cũng không phải sai gì nhiều, nhưng mà chính ra ta để như vậy thì nó đúng hơn. À, ta chọn cái cụm trạng từ de plus en plus. Il se sentait de plus en plus mal, anh ấy thấy càng ngày càng bị đau. Chứ còn nếu mà graduellement, cái gì nó tăng theo cái độ, tính theo độ. Bây giờ, rồi chúng tôi, il nous fallait l'amener à l'hôpital. Trong cái đoạn bài đó, anh này mới nói là chúng tôi phải đem anh ấy vào bệnh viện. Nhưng mà trong từ cái đoạn đầu bài cho tới chỗ này chỉ có hai người thôi, là tôi và anh ấy, người anh đang bị bệnh. Bây giờ làm sao mà chúng tôi là hai người, tôi và anh ấy, mà đem anh ấy vào bệnh viện cho được đó. Tôi đem anh ấy vào bệnh viện chứ. Thành ra là cô mới sửa cấu trúc lại, tôi phải đem anh ấy vào bệnh viện. Ta nên dùng cấu trúc info cơ rơ lâm men a lô pi tan. Ta chia động từ ở phía sau đó, sau cái info cơ, ta chia động từ vào subjonctive present. Nó tiện hơn là cái câu mà inu pha le. Nếu mà mình là inu pha le thì sau đây ta thường là để một cái danh từ. Chứ còn ta là để động từ mà nguyên mẫu như vậy là còn thêm pronoun nữa đó, thì nó ít có thuận tiện. Bằng cái cách ta dùng cấu trúc đây.